Bấm vào dấu cộng, sau đó chọn video. Rồi chọn video một lần nữa, một bóp bóp hiện ra. Bạn có thể chọn video đã có sẵn trong thư viện hoặc tải video từ máy tính. Bấm vào dấu cộng để chèn video. Với video, chúng ta hãy tùy chỉnh về độ trong suốt, âm thanh và lặp lại sau khi phát hết một lượt